Hello, tình hình là chúng ta đã sinh tồn kỷ băng hà đến tập hôm nay cũng tập tầm khoảng là hình như là cũng 20 mấy rồi các bạn ạ. Mà do một vài vấn đề thì hiện tại đó chính là đây, dân làng không còn xuất hiện ở làng cũ nữa. Thì các bạn có bảo là anh mẹ Peo ơi, bây giờ muốn tìm dân làng là bắt buộc phải đi đến cái làng băng mới các bạn ạ. Mà tôi đã mất công tôi xây dựng căn cứ ở đây rồi, bây giờ mà chuyển hết đồ đạc đi sang làng mới cũng hơi kỳ bạn ạ. Thì tôi nhận ra một điều, thay vì chúng ta phải chuyển làng, tại sao chúng ta không ở hai làng luôn đó. Ở đây mình có sẵn cái trạm Starlink rồi bạn ơi. Đấy bạn ạ. Đó. Thì bây giờ chúng ta làm thêm một cái trạm Starlink như thế này nữa bạn ạ. Đấy. Làm thêm một cái y hệt như này nữa luôn bạn ơi, để chúng ta có thể dịch chuyển từ làng này, kiểu như đây là làng để ở, xong rồi dịch chuyển đến một cái làng làm việc bạn ạ. Đấy, một nơi để ở, một nơi để làm việc, cứ di chuyển qua di chuyển lại. Nghe cũng có vẻ là hợp lý bạn ạ. Ok bạn ơi, sau này thì mình cũng có thể chuyển đồ dễ dàng hơn bạn ạ. Nó cứ làm cái cổng dịch chuyển qua hai làng khác nhau đi. Thì ok, ngày hôm nay các bạn cùng mình đi tìm làm mới trước tiên. Thì cứ tìm làm mới trước, sau rồi mình sẽ nâng cấp cái trạm dịch chuyển xong rồi ha. Để con được xem liệu rằng mình có tìm một làm mới hay không các bạn ơi. Ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ cho bạn bè, và đừng quên nhấn cái chuông đăng ký của mèo Pepper nhé. Trước tiên bây giờ nhá, muốn tìm làm mới á, mình thấy là đi lên phía này là hơi bị nô hốc ạ. Đi về phía bắc này là mãi chưa thấy làm mới đâu. Chúng ta có tiên tiếp tục đi về hướng bắc không nhỉ? Nếu như tự vấn đề gì, nếu như theo mình dự đoán nhá, chúng ta tiếp tục đi về cái hướng này, nhiều khả năng sẽ đi đến núi lửa các bạn ạ. Chứ chả thấy bắc cực cái gì đâu, mặc dù nó bắc cực về phía bắc đúng không, nhưng mà đây là game mà, cho nên tôi sẽ quyết định đi về hướng phía bên trái đi nhỉ. Hướng này mình đi xuống rồi này, cũng thấy toàn sa mạc thôi. Hướng bên này cũng chưa chắc lắm, thấy cây hơi nhiều. Tôi định đi về hướng bên tây, hướng tây đó. Chúng ta sẽ quyết định đi về hướng tây bạn nhá. Ok, quyết định đi. Chúng ta đi khám phá về phía tây bạn ạ. Để con bi thử xem là liệu rằng là chúng ta có tìm được một ngôi làng mới hay là không bạn ơi. Rồi. Được rồi, đi thôi. Bây giờ phải vậy tôi biết sao rồi bạn ạ. Làng cũ, dân làng không còn nữa bạn ơi. Muốn chuyển đồ bây giờ chẳng lẽ bê từng đồ đi bộ qua không? Mình sẽ đi tìm làm mới trước, sau mình sẽ thiết lập cái điểm dịch chuyển các bạn ạ. Chuyển đồ từ từ đó, hoặc có thể mình ở cả hai làng luôn bạn ơi, ở cả hai làng luôn thoải mái bạn ạ. Xem nào, mình nghĩ mình cần cầm theo cái này nhỉ bạn nhỉ. Mình nghĩ mình phải bê theo cái này đấy, mình cần một cái kích hoạt cái lõi này nữa bạn ạ. Ok bạn ơi, rồi tạm thời thế này đi. Tạm thời là thế này bận nhá. Đó, rồi cứ đi thôi. Ồ đây biển à. Hướng này hướng biển bạn ạ. Mà chúng ta vẫn tin tưởng sẽ tìm được một vùng đất băng mới. Hy vọng nó không quá khó bạn ạ. Cái đợt trước là mình khởi đầu ở chỗ nào nhỉ? Tôi không nhớ là tôi bị khởi đầu ở đâu cơ. Đây là map mà khi sau khi mình tải xong rồi. Tại vì cái map gốc á là ở máy ở bên Hà Nội các bạn ạ. Map gốc là ở máy ở Hà Nội á, cho nên tôi không biết cái điểm khởi đầu là chỗ nào. Đây là cái bản đồ sau khi mà tôi tải map lại rồi. Thành ra what? Ok gì đây? Ôi rồi. Ôi quả hang động không báo lộ liễu mà. Ủa bây giờ Minua cho kiểu này luôn à? Sao nhìn nó lộ liễu vậy? Nhìn đúng là hơi bị lộ liễu bạn ạ. Ok, cũng được. Nhìn chung là tôi thấy là nó hơi lộ liễu nè. Tôi không hiểu ông nào thiết kế cái này đây. Thiết kế của ảo thật các bạn ạ. Đang đi tự nhiên cho cả cái ô đất nó nhô lên giữa biển luôn. Kiểu là ê kho báu ấy này, vào đi bạn ơi, vô đi. Này không hiểu truy tìm cái gì. Lấy kho báu xong lại phun đồ bạn ạ. Ui nhưng mà cái này được này, lát nữa mình sẽ phụ ma lại cái khoan đồng này, nó bị cái dòng đầu hơi cùi, tốc độ dòng có 6% nó hơi lởm bạn ạ. Ok cho mình kết một vài. Ủa bởi tuyết là mình nhiều nhỉ, cứ bớt đi thừa nhiều quá. Ok thôi lên lại đi nào, đồng cũng cần đấy, đang hơi thiếu đồng nên mà thôi. Tính sao chúng ta nhiệm vụ quan trọng hơn. Đó chính là băng ở đây ảo vậy. Nhiệm vụ quan trọng hơn bạn ơi, nó chúng ta đi tìm vùng băng mới. Tôi nhìn này, tự nhiên nó lại hiển thị bằng cái ô đất này, nhìn trông. Lần đầu tiên mình thấy bạn ạ. Giờ game lạ bạn ơi. Nó bờ game kỳ lạ thật đấy bạn ạ. Rồi, đi tìm vùng băng mới nào. Ôi. Ui, cho em 12 ta.
Tối à? Mặt trời lặn rồi này. Đi ngủ với các bạn ơi, ngủ trời sáng là không tí buổi tối chả nhìn thấy cái gì bạn ạ. Bây giờ đi tìm vùng băng mới là cũng căng đấy. Hải Âu làm gì đấy? Thấy rồi nha. Đừng làm gì bờ ám đúng không? Ôi bời, có kho báu bạn ơi, đánh dấu lại bần ạ. Từ kho báu. Ok bần ơi, ghi lại đi. Chúng ta là phải ghi lại bần ạ. Thấy thì hay phải ghi lại ngay. Mồi thuyền tôi nè. Thế bộ có sứa bạn ạ, có sứa này. Ở cái bây giờ Minua cập nhật các bạn ạ, nhìn xuống dưới đáy biển dễ hơn. Ngày xưa không có chuyện các bạn đi ở trên này mà các bạn nhìn xuống dưới đáy được đâu. Nó là cái điều nó khá là vô lý bạn ạ. Làm cho cái chuyện mà tôi nhìn được rõ từng chi tiết, từng cái cọng san hô ở dưới đáy biển này. Ngày xưa các bạn phải chế tạo cái bố còn chưa chắc đã nhìn được rõ thế này cơ bạn ạ. Bây giờ tôi thêm hình như do cập nhật shader cái thứ ấy, cài vào cho nên là nhìn nó rõ hơn hay sao nhỉ. Lại thêm một cái kho báu bạn ạ. Lượm liền. Kho báu tiếp. Kho báu. Ok, viết. Đánh dấu bừa rồi. Nờ. Viết bừa bạn chấm một cái chữ được rồi. Nhưng mà vùng băng tuyết đâu nhỉ? Quan trọng là vùng băng tuyết đâu bạn ạ. Ôm ở cái nhà này thì không cần lắm. Tưởng nhà có cái quặng sắt cơ. Ở này ở trên làm gì có bạc kín đâu. Ây chà bà, tôi cần một vùng băng tuyết mới bạn ạ. Đi tìm làm mới thì nghe cũng khó đấy mà thôi. Trong hành trình đi tìm làng mới, chúng ta cũng tìm được khá là nhiều kho báu bạn ạ. Cứ để đây mà sau này thiếu thốn đồ gì đi tìm. Ôi bồi, kho báu nhiều thế. Đi một hồi ba kho báu bạn ạ. Chất ba, đi ba đi đó. Cho nó nhanh. Ok bạn ơi, mà mức tự không lấy đà được, phải dừng lại. Thế ra không lấy đà được, đi hơi chậm nha. Ước gì có thể có kỳ lân biển. Đấy, cái lân biển có thể phi nước đại bay vào luôn. Xem nào. Ok kìa. Vẫn chưa thấy gì hết các bạn ơi. Ủa sao biển này dài vậy? Biển này xa vậy? Ôi, này mà dịch chuyển từ điểm này điểm kia là hơi mệt nha. Bốn cái kho báu rồi các bạn ạ. Bốn cái kho báu rồi. Bốn. Ok. Cái biển đi mà xa nữa. Nghe bây giờ tôi lại không tìm được cái nào bạn ơi nhờ. Điểm này là phải kêu gọi sự trợ giúp của 500 anh em rồi. Đó, đây là cơ hội để các bạn có thể kết bạn của Bèo nè. Đấy, bắt đầu thử thách nhiệm vụ mới. Các bạn hãy tìm ra một vùng băng mới, không phải là vùng băng hiện tại mà Bèo đó. Bạn nào bình luận ở phía dưới nhanh nhất, chuẩn nhất, đấy, có làng băng, hãy để lại ID cộng với tọa độ chính xác, tôi đi kiểm tra chuẩn các bạn lên. Này, lâu là cái thử thách bạn ạ. Bởi vì bây giờ Minua, tôi mặc dù mình cũng đề xuất bảo là chị Thỏ ơi, chị Thỏ mở rộng cái danh sách các bạn đi, bây giờ nhiều bạn muốn kết bạn với em lắm mà em không kết bạn được. Nó như kiểu Facebook thì các bạn 5.000 bạn chẳng hạn, có phải hay hơn không? Nó bây giờ thì không kết bạn được các bạn ạ. Năm đúng không? Khoảng năm rồi sao nhỉ? Nhiều quá bạn ạ. Hỏng rồi bạn ơi, tình hình là không biết cái tọa độ nào, cái tọa độ nào bạn ạ. Ai chà bạn ơi, càng biết tên nhở. Này chứ bây giờ phải đi kiếm cái nâng cấp trạm Starlink sẵn thôi bạn ạ. Đến bố thì tập xong mình đến làm băng mới, mình đặt sẵn cái trạm Starlink luôn. Nhiều khi mà tôi làm cái súng bắn trứng tôi đưa về dân làng cũ, xong dân làng mới về dân làng cũ đúng nha. Không biết được không, nó biết tự spam hay không, tôi không do bạn ạ. Cái bát này sao đi tìm mà bát toàn biển vậy? Ôi giời ơi, hình như tôi đi nhầm hướng rồi, vì cái hướng này bị lỗi bạn ơi, không thấy đất liền thôi mà. Cái hướng này nó gọi là không thấy đất liền thôi bạn ạ, ảo chưa? Không thấy đất liền là có thôi bạn nhỉ? Đi này, đi nhỉ? Ôi giời ơi,
Yuji đi đến tầm 4 4.000 nhá. Đi 4.000 mà không thấy là tôi xin phép là quay về. Trở về 4.000 mà không thấy hết tiền thì tôi xin phép trở về, hay là mình đi vào cái góc lỗi bởi lại góc lag. Ồ tôi chết rồi. Có khi tôi đi vào góc bug game mà lại không thể lối thoát vào nơi. Tao biển rồi. Có khi thể bận đây cái tọa độ có một số tọa độ bug game mà. Tọa độ bug game không có đất liền, chỉ có biển thôi bạn ơi. Không có kiểu như lặp đi lại đấy. Đấy các bạn nhân mày nó lặp đi lặp lại này. Nó cái mặt cái đáy biển nó lặp đi lặp lại đúng một cái vị trí thế bạn ạ. Tôi có thể như vậy bạn ơi. Nó chỉ lặp đi lặp lại dưới biển đúng một cái vị trí như vậy thôi. Cho nên là đó bạn chồng. Nãy giờ cứ lặp đi lặp lại cái vị trí kho báu đáy biển. Kho báu đáy biển nó có thể là như vậy các bạn ạ. Thành ra là thôi đúng rồi. Ok. Đi nốt 300 tọa độ cuối cùng bạn ạ. Đến là khoảng 4.000 nếu mà như tôi thấy một cái kho báu nữa thì đúng là thế rồi bạn ạ. Góc bốc game bạn ơi. Nó lặp đi lặp lại cái địa hình bạn ạ. Này toang nó bốc nhâm này. Đi đến giờ đảo mới không thấy một cái đảo nào luôn á. Thậm chí đảo cũng không có luôn bạn ạ. Nên này. Đảo không có. Đất liền thì không có. Mà kho báu nó cứ spam ra liên tục bạn ạ. Thôi chuẩn rồi bạn ạ. Nhìn này. Chuẩn bị kho báu lại tiếp này. Đấy là kho báu tiếp xong rồi thuyền nhô lên. Chuẩn bị này. Kho báu chuẩn bị xuất hiện này. Đất liền không có, đảo không có luôn. Thậm chí đá bơ thấy không. Đúng rồi bạn ơi, có thể như vậy rồi, chắc là như vậy rồi bạn ạ. Hỏi chấm hỏi chấm chịu luôn bạn ạ. Ôi đúng là như vậy. Ngôi nhà có thể là ngôi nhà đó quá nhầm. Đây là đây chứ. Không biết là số bao nhiêu tôi chịu chả nhớ nữa. Thôi thì mình cũng là có tí thành tựu là tìm được rất nhiều kho báu này, là phải kêu gọi sự trợ giúp của 500 anh em bạn ơi. Phải vậy thôi bạn ạ, chứ biết sao giờ. Cần sự trợ giúp của 500 anh em. Yep hả? Ok, thôi thì bây giờ mình sẽ kiểm tra lại xem có cái chip lạnh để nâng cấp trạm Stalin không ấy nhỉ? Để coi là không có này. Không có rồi. À, có cái này à? Bộ phận lớp minh cổng cao cấp được dùng để gia công phụ tùng nâng cấp. À cái này phải để chế cái tom ha. Bây giờ vẫn phải tìm cái tom bạn ạ. Một con thỏ tự lao vào cái hàng rào không? Thấy rồi nha. Thì thỏ furry thôi kệ đi. Ok bây giờ mình sẽ đến cái gì nhỉ. Mình sẽ đến cái chỗ đảo bay. Đám bay đâu nhỉ? Từ nhá, đám bay dưới này em mình đi rồi, đúng không? Mình đi rồi này. Bỏ qua. À không. Thật ra đến đây cũng được, mình chỉ cần gặp ông thương nhân là đúng không? Mình chỉ cần gặp ông thương nhân, chắc là ông thương nhân không bị mất đâu các bạn ạ. Mong là ông thương nhân không bị biến mất các bạn ạ. Chứ ông thương nhân mà cũng bị mất thì nó gọi là hơi bị quá đáng rồi. Ok, tôi vẫn hy vọng là ông thương nhân sẽ không bị biến mất. Mong là như vậy. Chứ không là chẳng lẽ là xóa map là map mới. Ok, bạn ơi. Có khi nào nhá, vùng đất này của mình bị kẹt bởi toàn biển nhỉ? Mình có đi được hướng nào thì cũng chỉ có toàn biển đâu ông ta. Nếu thế thì buồn lắm, bạn ơi, nếu thế thì toang lắm đó. Nếu thế thì tôi phải gọi là toang lắm thôi nha. Là không đến mức ở đâu, làm gì đến mức đấy nhỉ? Thế thì quá đáng quá. Ok bạn ơi, đã đến là bay rồi này. Hướng bên này không? Hướng bên này. Ok, đi tìm sẵn cái chip nâng cấp bạn ạ. Để tập xong mình chỉ cần nhờ các bạn. Anh em ơi, kêu gọi 500 anh em. Nó, đây là lúc các bạn ơi. Lên. Rồi. May quá. Cái ông thương nhân không bị mất bạn ạ. Mày thế nữa hả? Cái ông thương nhân vẫn còn. Là bới lại à? Bán đi. Bán chip lạnh đi. Bới hỏng rồi. Tôi tới bờ nha. Phải cần một chút xảo thuật bạn ạ. Tôi cần một chút xảo thuật đấy. Tôi quay bớt. Trời ơi, tôi bị mất một đống khá bớt sao rồi.
Tại sao tôi lại quên mất cái điều này để đấy? Cần một chút xảo thuật nha. Đó, 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 đó. Sao lưu trước, không chơi lại sau. Đôi khi là kinh nghiệm của người chơi lâu năm rồi đó. Đây là kinh nghiệm của người chơi lâu năm. Rồi, mỉ ơi, buồn được luôn, mà dọa cái game phải nhảy ra ngay. Tưởng thế nào, rồi, bình thường thôi, ok. Thôi thì đây, nhiệm vụ hôm nay tôi dành cho các bạn đó chính là bạn nào mà tìm được cái tọa độ của vùng làng băng mới, nhớ mà không phải là vùng làng băng này đó. Các bạn nhớ nhé, đây mà các bạn phải tránh để tôi về, tôi ghi lại tọa độ hiện tại bạn ạ. Không, các bạn sẽ bị nhầm. Vậy các bạn, nếu như bạn nào tìm được cái vùng băng mới không phải là cái vùng băng mà có tọa độ tầm khoảng 430-332 này đấy, một vùng băng mới nha. Bạn nào tìm được vùng băng mới hãy để lại comment phía dưới. Bạn nào comment nhanh nhất, chuẩn nhất, nhớ ID comment ID này cộng tọa độ này, tôi sẽ gửi lại với các bạn, tôi kiểm tra chuẩn đúng, tôi sẽ gửi lại với các bạn nha. À, ok chưa, ok chưa, lâu rồi không ra thử thách các bạn ạ. Ok, chắc là video ngày hôm nay xin phép được kết thúc thôi, nhưng mà nó cũng là đẹp nhỉ. Anh nhìn này, đi vùng biển đi dài như thế này không thấy một cái hòn đảo nào bạn ạ, mà đúng kiểu đi vào góc lắc. Tôi cảm giác là bắt đầu đây này, bắt đầu từ đây chúng ta đi vào góc lắc á, nó không có một hòn đảo nào luôn, mà thậm chí đáy biển nó cứ kiểu lặp đi lặp lại mà vô tận các bạn ạ, đi vào bắt room vô tận á, đáng sợ thực sự bạn ơi. Ok, chắc là video xin phép được kết thúc thôi, xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.